Tiếp theo là câu hỏi của bạn Neon Ngu. Trời ơi, tên nó lại thế nhỉ. Câu hỏi này liên quan đến Chidal và Klee. Đây là những con hero, nhân vật mà Quyên đã sở hữu này. Chidal kẹp với Klee thì có chơi được không? SD ơi. Đấy, trả lời được Quyên. Chidal kẹp với Klee thì vẫn ok, chơi được. Nhưng mà với trường hợp là bạn chỉ đi Klee map thôi nha. Bạn đi Klee map, bạn kiểu tích yêu thích thôi, cày yêu thích thôi. Chứ mà thực sự xét về công năng á, thì Klee nó nên ở riêng nó, tại vì nó là một DPS riêng nó rồi mà. Thì cho nên cho nó cái vị trí DPS của cho riêng nó luôn. Còn chơi đồ á, thay vì lè kẹp Klee vô đi, thì mình có thể kẹp sang Linh hoặc là Xin Yan. Thì mình thấy hai con này nó cấp hỏa, nó cấp sát thương bố hỏa cho chơi đồ nó tốt hơn là Klee nhiều. Tại vì Klee á, nếu mà chơi Klee với chơi đồ á, thì chỉ có chiêu E của Klee là cung cấp hỏa được cho chơi đồ thôi. Tại vì chiêu Q của Klee á, nếu mọi người biết thì biết hay không biết thì chiêu Q của Klee nó chỉ dùng được khi mà mình đang chơi Klee thôi nha. Mình chuyển sang nhân vật khác là nó mất Q thôi. Đúng, cái này là đúng. Nên túm lại, cày yêu thích thì được, nhưng mà để đi La Hoàng thì nên để hai người, mỗi người một nơi đi. Đấy là chia sẻ của người chơi trai đồ khi lâu năm. Thì hai con đều là đám chính và khá là hầm hố của Quyên. Câu hỏi của bạn Thiên Cute đây. Câu này thì bạn ấy có hỏi một cái câu khá thú vị. Em không có con rồng ly, em chả có linh quang nào hết, em cũng không có Razor luôn, thì có con nào đào khoáng tốt không ạ? Câu này bạn ấy có hỏi ở dưới cái video hướng dẫn farm khoáng của tôi. Thì bạn ấy hỏi những cái con mà bạn ấy không hề có. Bây giờ thì bạn ấy muốn một con khác ngoài ba cái con đó là Zhongli, Linh Quang, Razor, xem con nào tốt để đi farm khoáng. Quyên biết con không, nào không? Không có luôn á, cả ba con được không có. Nếu mà không có thì có, nếu mà bạn chắc có Noel chứ nhở? Chính xác. Nếu mà có Noel thì lấy Noel đi đào khoáng vẫn ok mà bạn. Noel có biệt danh là công chúa đào khoáng các bạn ơi. Sắc giống như là cái video mà những điều bạn chưa biết của ông Toàn ấy, sách theo cây da với lại đi Noel đi. Wow, quảng cáo luôn ạ. Thank you nhá. Không, nhưng mà Noel vẫn ok mà. Lấy trọng kiếm tất cả. Theo mình á, tất cả các con trọng kiếm đào khoáng đều ok. Khi mà bạn không có trong ly hoặc là Razor. Đúng. Quyên đã trả lời khá chuẩn. Bởi vì thật sự nếu mà bạn có Noel và có Kea thì đấy là combo đào khoáng khá là ổn. Mặc dù là hơi lâu thôi. Mà thật ra bạn chỉ cần có Noel thôi, Kea không cần lắm. Chỉ cần mang con Noel bạn đi đập một cái là xong thôi. Đúng rồi, đào khoáng là xong cục rồi bạn ơi. Chính xác. Bây giờ thì phần trả lời câu hỏi chúng ta hỏi tiếp một vài câu về Quyên đi. Mọi người không biết thì Quyên phải tức là Quyên đã trải qua cái giai đoạn tân thủ của Genshin một mình, cô đơn đấy. Thì cô ấy vào với team chúng ta thì trong giai đoạn sau này, tức là cái giai đoạn mà cô ấy cũng hòm hòm gọi là bắt đầu muốn đi bung nhựa đấy, muốn đổ bê tông lắm ấy, nhưng mà là bung rồi đấy. Nhắc lại cái thời gian tự kỷ của tôi. Thì đấy, Quyên chia sẻ một chút cái việc hồi xưa tự kỷ như thế nào và vào đây là cảm giác như thế nào thì chia sẻ thử nào. Tới đây tự kỷ trước đi, là như nào chơi một mình như thế nào. Tự kỷ á. Tự kỷ thì mình chơi tự kỷ từ giai đoạn từ level 1 cho tới level 30, 35, ba mấy ấy. Chưa tới level 40 đâu. Thì cái giai đoạn đó ấy, mình không có biết là game này, đầu tiên là không có biết game này game co-op. Cho tới khi chỉ biết nó là online thôi, không biết nó là co-op, cho tới khi mà kiểu coi video của ông Damper, của anh Damper thì mới biết thì ra là co-op được. Nhưng mà lúc đó cũng ngại lắm. Trời ơi, ráng lắm mọi người ơi, sợ thấy mồ. Lúc trước cái sự kiện gì mà co-op còn không làm nữa mà, trời ơi. Cái thế là tự chơi, tự khám phá, tự làm hết tất cả mọi thứ ở trong map. Kiểu cái gì mà không hiểu thì lên YouTube sợ thôi. Kiểu giống như mấy cái búp sổ Thần Lục Quang, Tùng Ngọc Lăng đồ các thứ á, cũng là lên YouTube sợ rồi tự tìm hiểu thôi. Rồi không, lúc mà đánh á, tại vì
mình nghĩ là có khi là tại vì không có ai dẫn mình á, cho nên mình sợ đánh sói, sợ đánh rồng. Ừ, trước level 30, 30 tới 35 là tôi không hề đánh một con rồng, một con sói nào luôn. Trời Wow. ơi, hụt, dữ lắm luôn, Đây là thọt một dữ lắm lượng lớn luôn. nguyên liệu là đã ra đi rồi đấy. Thì đó, trời ơi, thọt lắm. Rồi xong ấy. Có cô đơn không? Cái thời gian đấy có cô đơn có vào kiểu vào farm nhựa không, đi ra ao ngoài kiểu game bắt đầu nó chán đi Không, không? không, không, trời ơi, tôi cái đoạn thời gian trước level 35 là cái đoạn thời gian mà kiểu mà gọi là tài nguyên trên trên map ấy, rương đồ các thứ, trời ơi, nó hàng hà bạt ngàn À. luôn đấy. Thì đó, tôi bỏ thời gian kiểu cả ngày tôi đi farm map mà farm không 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 xong á, không xuể. Thế là farm trong cả 2 tháng trời mới được có tám mấy phần trăm là ông biết rồi đó, không nhiều cỡ nào rồi đó. Chia sẻ mọi người một chút thì ngày đầu mà Quyên vào team ấy, mọi người biết không, đối với tôi đánh giá về Quyên những ngày đầu đó là cái kiến thức về game của Quyên rất là lớn, nó có khả năng là nhiều hơn tôi, nhiều hơn cả một admin vài admin nữa trong team luôn. Bởi vì là sao, những cái thứ mà tôi hầu như tôi không không biết, không care lắm thì Quyên đều care, nên là tôi biết là cái việc mà tìm hiểu game của Quyên là cái thứ hai, là cái việc mà chạy khám phá map của Quyên nó phải lớn hơn tôi rất là lớn, rất là nhiều. Cái thời gian đấy thì tôi đã muốn là cho Quyên vào là làm một content creator cho team, nhưng mà sau đấy thì nó chỉ là thời gian mới quen thôi. Nên tôi chỉ chia sẻ một chút liên quan đến kiến thức của Quyên, rất là khủng bố. Tiếp À, theo không có là khủng đến bố vậy cái đâu. giai đoạn đi, cái giai đoạn mà đã vào vào gặp mọi người rồi thì nó có khác gì không? Nó có như nào? Mọi người như Thì nào nào? Đầu tiên là cái gặp mọi người như nào đã, xong rồi là không, mà trước khi nói với gặp mọi người ấy, tôi đã bước sang một giai đoạn mới trước, cái từ mà tôi chơi tự kỷ. Cho tôi chơi tự kỷ trước đó nha, nhưng mà sau đó kiểu cũng cũng hiểu là tự mình đi biết cảnh đi không nổi ấy. Thế là mới bắt đầu nhấn vào cái nút mà co-op với mọi người trên thế giới. Thì lúc đó mới là bắt đầu đi co-op đánh, nhưng mà kiểu đánh farm đồ thôi. Đồ cũng vàng, vàng lắm luôn. Nhưng mà lúc đó cũng có hiểu biết tí tí nên cũng up được rồi. Up đồ được. Thì tới cái lúc mà tôi roll được trong ly ấy. Cục móc, cục cán cục móc mọi người ơi. Roll được trong ly là cái lúc mà cán cục móc là vô rúp Discord này. Nhờ anh Ken, cũng nhờ anh Ken tiếp. Thì vô đây xong là cũng kiểu ừ, dằn lòng mình, ok, nói chuyện với mọi người đi. Thì kiểu mình chịu nói chuyện với mọi người thì mình mới có thể mà kiểu không không ngại. Bây giờ tôi cũng nói mà, nếu mà ai vô Discord mà chịu vô voi, chịu bật mic lên nói á, thì mới đi lâu dài với group được. Còn không á, thì nó vô nó ngồi đó chơi thôi à. Đấy nhá, khuyến cáo với anh em nào mà vào Discord rồi thì hãy cố gắng mà bỏ một cái chút thời gian ra để vào chào hỏi mọi người trong voice, và có một cái thời gian ngồi trao đổi nói những câu chuyện trong voice thôi. Thì khi anh em vào voice chúng ta nói chuyện với nhau một nói chuyện với nhau thì cái việc mà thứ nhất là giúp đỡ nhau, thứ hai là làm quen đấy để có thể đi lâu dài với bọn tôi thì nó rất là ok. Rồi với bọn tôi thì cái Discord này nó sẽ on hầu như là 24 trên 24 ấy, có rất là nhiều người. Rất là nhiều người on, và bọn tôi thì ngoài chơi những con game này, bọn tôi chơi rất nhiều những game khác co-op. Kể điển hình ra như là Subcry Bullitt này, Among Us này, Trốn Tìm này, một số cái game khác nữa. Thì cái lứa Thì tuổi bây hiện tại của đám của admin chúng tôi nó sẽ là khoảng từ 95 đổ lên. Bọn tôi là cũng đa số là người nó thời 9X, giữa 9X, quay đến thời đầu 9X rồi. Rất là thì cái việc mà anh em vào hỏi đã đáp linh tinh đấy thì tôi nghĩ rằng là cứ mạnh dạn thôi, bên phòng tôi có một cái phòng hỏi đáp ấy, mọi người giúp cái gì thì cứ vào đấy giúp, xong rồi vào voi nói chuyện với mọi người thì như Quyên đã chia sẻ rồi thì cái việc đấy sẽ có thể là giúp các bạn đi lâu dài với chúng ta, với bọn tôi. Và Quyên thì cũng chia sẻ trước hồi đầu đấy rất là ngại nói, về sau mà nói xong thì bây giờ mọi người biết là tôi bị khịa suốt ngày không đó. thì đúng rồi, trời ơi, tối ngày rên là run không ra cái này, run không ra cái kia, nhưng mà cái lúc mà đi đi farm thánh gì vật son thấy mồ, cứ rên. Hôm nào đi farm thánh gì vật cho tôi đi rồi biết cái cảnh, lấy mặt tôi đi farm nha, chứ không phải là đi farm giùm tôi chung tôi nha. Bây giờ thì có lẽ là cái thời lượng video nó khá là dài rồi, thì chuyên mục hôm nay tôi nghĩ rằng là cà phê đã cạn, chúng ta nên dừng ở đây. Thì nếu anh em thấy video này thú vị thì hãy cho tôi xin một like, một đăng ký kênh.
Còn anh em muốn cái series nào tiếp tục thì mình hãy để lại bình luận phía bên dưới để bọn tôi biết là mọi người muốn tiếp tục hay không. Và có thể là nếu mọi người muốn tiếp tục thì series sau sẽ một admin khác, một anh chàng rất đẹp trai, nhà giàu sẽ lên tiếp sóng. Hoặc đơn giản thôi, các bạn có thể đề cử những người mà các bạn muốn lên sóng. Ví dụ như bạn muốn đề cử Quyên quay trở lại đúng không? Thì chúng ta lại có Quyên quay trở lại. Ôi, thôi trời ơi, đừng bóc thẻ tôi nữa, trời ơi mọi người. Thì cùng ngồi trả lời những câu hỏi của anh em. Và anh em hãy nhớ nha, chú ý này, mọi người có những câu hỏi nào hãy cứ để lại bình luận ở phía dưới đi. Bọn tôi sẽ tổng hợp hết và cố gắng trả lời cho anh em. Bởi vì là hiện tại bọn tôi có khoảng 4 admin check comment, 4 admin check comment liên tục luôn đấy. Nên là mọi người cứ mạnh dạn để comment ở phía dưới và bọn tôi sẽ check, cố gắng là tổng hợp trong cái khả năng của bọn tôi có thể. Giờ thì bye bye anh em, hẹn anh em trong những video tiếp theo. Và mọi người cùng gửi lời chào đến khách mời chúng ta hôm nay, đó là Quyên, một cô gái miền Nam rất là xinh xắn và có giọng nói cũng khá là dễ thương. Bye Quyên, bye mọi người muốn... nha. Ấy sao? Nhiều lúc nhiều khi có lúc mình nói lan man mọi người thông cảm nha, mình lần đầu tiên lên sóng mình hơi bối rối. Ok, giờ thì cảm ơn anh em theo dõi và chúc anh em có một buổi tối này vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Hẹn anh em trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Ok ạ.